lớp trưởng lớp cử các bạn ra ngồi phía sau đội bóng để nhận bóng. Trận đấu hiệp hai bắt đầu. Không có không gian nữa. Hầu tua lên, hầu tua lên. Điểm cho người A 1-0. Đổi điểm cho 11D. 1-1. Bóng ngoài hàng đen rồi. 2-1. Đi ơi. Bóng không qua. Đội điểm 12A. 2-2. Bóng trong sân. Đội điểm 11-2. 3-2. Chặt chiêu anh Đức ơi. Vâng, quan sát rất tốt. Đấy ở phía sau chống người một cầu thủ của 11-2. Vâng, nhưng mà đang đánh rồi em không báo được cơ. Lát em bảo. Kiểu cũng run nên này em cũng ngại. Bên kia thủ tốt lắm chị ạ. Nét chưa nhà này? Bóng bóng tốt. Điểm cho 11 đứa. Nhưng mà đứng ở đây nắng lắm đây này. Nắng lắm. Nhưng mà đứng trong kia khó chịu. Đứng đây mà gần đội ấy hơn, đội mình hơn. Bóng đang dừng. Phát bóng lại. 3-4-3. Các cầu thủ lưu ý là trước khi phát bóng, liếc mắt lên trọng tài để xem tín hiệu có còi. Cuối kìa. Đập. Đưa bóng tốt. Như vậy là hai đội thi đấu rất chắc chắn. Không
cầu nào dám mạo hiểm đập bóng, chỉ sợ bên không có chắn thì Vũ Anh Đức ạ. Đập bóng tốt, cộng với may mắn đã giành một điểm về cho 11B. 5-4. Cắt bóng ra ngoài. Đội điểm 12A. 5-5. Bóng ra. Điểm 12A. 6-5. Chặt chiêu đây anh Đức ạ. Bóng ra ngoài. Điểm 12A. 7-5. Điểm 12A. 8-5. Rồi. Quân, quân, quân. Đội điểm 11 đi. 6-8. Cổ động viên 11 đi đâu? Cổ động viên 12 đâu? Chết! Chết! Cố to lên! Đội điểm 9-6. Cứ không chắn đánh anh Đức ạ. Khai thác bên góc ấy. Đội điểm cho 11D. 7-9. Đội điểm cho 12A. 10-7. Vai. Bóng
Điểm 12 là cô Ngọc ơi, chung kết hay quá cô Ngọc ạ. Lớp 11D có lưu ý là trong một hiệp có 2 lần, có quyền 2 lần lưu ý và lên tận dụng. Đập đi. Bóng trong sân. 12, 7. Cứ không trắng là đập anh Đức ạ. Mười ba, bảy. Qua đi lấy, qua đi. Ê em ơi, lấy cái ấy là qua đi, cái vung ấy, lấy cái vung làm mà qua, bảo nó qua ấy. Bóng ngoài sân. Trong tay không ý. Trong trọng tài đang trích pha. Đề nghị là các cầu thủ chúng ta dừng ra phía ngoài. Chỉ có tu lại được không? Nhưng mà đang phát trực tiếp ấy này là khó tu ấy. Phát trực tiếp em không tu lại được. Quay video cơ. Rồi. Ủa thầy Sơn bây giờ không công tác ở đấy nè. Có nhưng mà có thể thầy Sơn. Thế sao vừa ai vừa? Trọng tài đang trách lại vào các cầu thủ tạm giải lao. Pen trực tiếp là cái gì đấy? Có tua không tua? Phát trực tiếp mà. Tạm dừng tí phát tiếp mà. Làm gì có tạm dừng? Có thể. Ngày cấn nóng của Ngọc ạ. Ảo thật đấy. Hả? Video không? Mời hai đội vào sân thi đấu. Chưa tính quả vừa rồi thì tỷ số đang là 13-7 nghiêng về 12. Vâng, chúng ta sẽ đánh lại quả này. Đúng rồi, thì đánh lại cô Ngọc ạ. Xác định, qua xác định va thì cũng 50-50. Anh không nhìn một lũ ở kia đấy à? Bao nhiêu bông hồng tới kia. 12 đang phát bóng. 13. Anh có 7. Người yêu rồi mà vẫn còn mon men ha. Hai. Hay quá. Điểm 14-7. Gấp đôi rồi. Gấp đôi phải cẩn thận. Gấp đôi phải cẩn thận. Chắc chiêu rồi nha. Mẹ còn trích mà. Ừ đúng rồi thật đi. Bóng chưa bật tới. Điểm. Nhưng mà qua đấy đánh này nhàn ạ. Chia sẻ đi em ơi. Đội điểm cho 11D. Tám, 14. Bên ngoài gầy lắm. Tay chắn ra ngoài. Tay chắn ra ngoài rồi. Đội điểm 12A. 15, 8. Cố lên.
cho Đồng Thành và thân cho em ạ. Hôm nay Đồng Thành là huấn luyện viên anh ạ. Đây, một dàn huấn luyện viên nhà em đây. Còn góc kia nữa. Góc kia. 9, 10 năm. Mười sáu, chín. Nhìn giống nào nhưng không phải nam anh ạ, nữ đấy. Anh nghĩ sao vậy, là nam? Tomboy. Bắt được rồi. Giết. Hay quá. Điểm 12, 17, 9. Bóng không qua lưới, 18. Chắc thế cơ. Nhưng mà không hẳn nha. Do đội này giỏi nha. Chắn bóng ra ngoài. Điểm cho 11 đi. 10, 18. Đội điểm 12A, 19, 10. Cố lên ai quá thôi. Cố lên. Nào, có sự tranh luận về việc phát bóng. Số 9 ra phát. Số 9 phát, chuẩn rồi. Rồi, chuẩn rồi. Vào trận đấu thứ ba. Trong hiệp thứ ba, trọng tài sẽ tổ chức bốc thăm lại và đội bóng nào lên được quả thứ 11 thì sẽ đổi sân. Chúng ta vẫn đánh xếp 21, muộn đấy, muốn dễ rồi. Bà ơi, nói gì Thanh đón, nói đây đi. Thắng ơi, đi về luôn hả Hoàng Nguyễn?
Kia là các thầy nhá. Nếu mà đội nào thắng sẽ đánh với các thầy, với các cô. Hả? Nhưng mà ý là nửa tiếng nữa thì có kịp đón đằng kia không? Nửa tiếng nữa về có kịp đón đằng kia không? Ý là nửa tiếng nữa có kịp đón không? Ý là ai ai trông nữa? Ý là bây giờ, ôi ơi, cháu đang quay, nếu mà tí quay quá thì bố ai đi, bố các bác, mà nếu không được thì cháu tắt lại. Xem dạo các thầy đang khởi động. Thì đã về đâu mà cứ alo. Thì bây giờ huấn luyện viên trưởng của đội 11D cô Nguyễn Thanh Hà ra chỉ đạo tập bóng. Bà ơi, bà quay bác Thuyên đấy cho bảo. Không, ý là đang lai mà bà này bố lai đón. Ừ, thế bác của bà sẽ thế nào mấy giờ? Tôi đang lai mà. Và cô giáo có trông có được không? Xin mời quý phụ huynh, các thầy cô cùng toàn thể các em, chúng ta sẽ sang hiệp đấu thứ ba trận chung kết trường giữa lớp 11D và lớp 12A. Hiệp thứ nhất từ lớp 11D giành chiến thắng với tỷ số 2-17. Hiệp thứ hai lớp 12A giành chiến thắng với tỷ số 2-10. Trong hiệp ba này, trọng tài vẫn tổ chức bốc thăm chọn bóng và chọn sân của bóng. Khi một đội bóng bất kỳ thôi chạm được điểm 11 thì chúng ta sẽ đổi sân. Chỉ có dây thôi. Hả? Chỉ có dây thôi. Chị không có cơ. Chị xài iPhone. Ờ. Hỏi sao này. Bố ơi. Ủa bố. Gọi to thế. Khoai. Nói không có. Nó đi lấy được. Quá. Thế lúc vừa cho quay bên kia bác ấy. Nó tối. Nó tối. Bác tự nhìn em nó tối này quay sao? Quay đứng kia sao? Có xả không? Có xả không? Xả dự phòng. Đội bóng nào chạm đến điểm thứ 11 thì sẽ đổi sân.
Theo quy định thì trận 3 thì 15 quả thôi, 15 điểm thôi. Tuy nhiên ban tổ chức muốn xây dựng chương trình là hiệp thứ 3 vẫn đánh 21 quả bình thường, 21 điểm bình thường là như vậy. Chết rồi, điện thoại sao hết pin rồi? Còn 7%. Không. Chắc là đủ. Ừ nhưng mà sau khi ấy là hết chậm luôn. Chung kết nha. Nga nhà đâu rồi, không phải xem à? 12-1-0. Vâng, nữ 12A thủ rất tốt. Hay quá. Đập bóng chéo tay rất tốt. 2-0 cho 12A. Mà cô sáng nay còn gì ạ? Sáng chưa cô? Cô Ngọc ơi, cô có sạc dự phòng không? Cấm cháu mượn cái về. Cô Ngọc ơi, sao hết pin rồi? Cấm cháu mượn cái sạc dự phòng với. Bóng ngoài. Cô mượn ai hồi cháu về? 4-0. Vâng, thủ rất tốt. Vâng, bạn nữ bên M2A thủ. Vâng, thủ rất tốt. Vâng. Đội điểm cho 11D. Vâng. 1-4. Vâng. Điểm 2-4. Chán thật đấy cô Ngọc ạ, sắp hết pin rồi cháu không biết phải làm nào luôn ấy. Góc lại. Điểm 12-5-2. Nó cứ giật. Hay là mạng lát hả cô? Còn giật không cô? Bóng số 3. Điểm 12-6-2. Chắn bóng tốt. Chắn bóng tốt nha. Điểm 12-7-2. Chắn
vẫn giật á. Thế thì chịu rồi, chắc sắp hết pin nó thế đấy ạ. Cô thật đấy, đùa ấy. Vâng. Bóng ngoài rồi. Ý tưởng của cầu thủ bên ngoài đây. Hết giật chưa cô? Một chị ở lớp, một chị nữ ở lớp 10. Hay em. Tuy nhiên thì cầu thủ nữ là thủ rất tốt. 8, 2. Hết chưa cô? Chắc tại sắp hết pin. Mời một đây xin hội ý. Tại hội ý này thì còn hết pin nữa. Sai lầm khi không mang ra dự phòng. Tỷ số là 8, 2. Và cũng chưa biết được nhà ạ. Chết rồi, chị cũng 5% cơ, không biết có phát nổi không nhà ạ. Xem có giật không nhà này. Cô nói thế nó làm gì cho còn để pin 1% để cho đi về đấy chứ. Đen thật ấy. Mà giờ nó còn phí. Alo. Hết thời gian rồi ý, mời hai đội vào sân. Mười hai bốn phần trăm. 8, 2. Ê, chị bắn đi. Trời ơi, cho chị Nguyễn cái sạc ơi. Không phải. Bây giờ chị bảo để cho chị xong tầm 5 phút thôi, tí nữa nó gì nhỉ. Từ từ cho chị một. Tại vì chị còn 4% đấy, hiểu không? Cái thằng này cứ đi tìm đây, luôn đây, 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 đây. Mày đứng luôn đây đi. Thì em đứng đây mà. Bóng chưa qua. Điểm 9-2. Quá xa rồi cô Ngọc ạ. Vâng. Một pha phát bóng rất hiểm, làm cho toàn bộ các cầu thủ của 11D ngỡ ngàng. 12A vô địch. Ôi chết rồi chị ơi. Nó sắp sập rồi. Quấy ăn không? Tìm. Bóng tới sân. Ta đi được chiếc mắt đó, ta đi. Mời điểm. Ta là chập biết ngay. Sao mà một đây. Ủa nhưng mà cái sạc này sạc nhanh đúng không? Không. Cái sao nhanh cái nhỉ? Của em ra. Thủ rất tốt. Bóng không qua. Chắn tốt. 4-10. Phát bóng tốt. Điểm 5-10. 12 A xin hội ý. Quay để tí anh Đức anh về anh xem. Đức ơi, ông quay máy kia một máy nó cũng đang quay. Thấy thế là thế là được rồi. Xem nhiều quá rồi. Không phải mà kiểu như là mấy phần trăm? 18. Thế thì tắt đi đâu anh cứ để. Để này thôi. 18 hả? Vâng. Thế cô 18 người ta còn chưa được 8%. Nhanh. Hết thời gian rồi, mời hai đội vào sân. Năm, mười, 11D, giao bóng. Quen kia tối lắm. Bên kia nó bên này ngọt sáng, bên kia nó sôi sáng. Ai bảo em thế, vừa chị quen kia chứ không quay.
bóng không qua. 11 5 hai đội đổi sân. 12 ra bóng. Ngoan rồi, ngoan rồi. Đứng bên này là ngoan rồi. Nó chẳng cần đi đâu nữa. Hả? Nó sang bên này rồi. Ừ, đứng yên đây thôi, không phải đi đâu. Số 12 phát. Mười một năm. Chắc chắn tốt. Điểm 12-5. Chóng là 6-12. Đội điểm 13-6. Số 9 phát bóng. Nhớ vị trí của mình chứ, quả đang ngồi trọng tài đấy. Đội điểm 11 đi, 7-13. Bóng vào. Ôi, ôi, ôi. 12-14-7. Chân hay quá, chân bóng hay quá. Điểm 12, 15, 7. Đội điểm 11D, 8-15. Chị Lai 4 trận rồi đấy. À 4 xét rồi đấy. 2 trận. 8-15, 11 đêm phát bóng. Điểm 11B, 9-15. Đập. Mới đập ngang tay mà. Tại vì không có người chắn này đập. Quên mất không quay. Ôi, hay quá.
16, 9. Thắng cả thầy cô ấy hay. Thôi không nói nữa, đánh. Thầy cô lâu không đánh nữa. Rồi, thầy thắng tốt. 10 điểm, 11 đi. 10, 16. Không phải giữ sức đánh với thầy cô đâu, tung lên ra đi. Mùn cười nhất các bạn ạ, mùn cười nhất trung học phổ thông Cầu Xe. Hay quá, Đồng Đức đập bóng quá hay. Thả bóng tốt. Mười ba, mười chín. Còn nhau sáu quả. Và bóng tốt. Mười bốn, mười chín. Mười hai, xin đồng ý. Được cái gì cho em chạy phát. Xin mời các thầy cô vào thôi nha. Lớp 12.